Lai và cháu xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà các con. Chào cả nhà. Ngày mới Lai cũng không quên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thì cái luồng 7 này rồi á cả nhà. Lai thầm đã xóa clip một lần rồi. Hy vọng bữa nay đừng xóa clip nữa nghe cả nhà. Bữa nay xóa clip nữa cái thua luôn luồng 7 này. Nó ẩn luôn luồng 7 này nghe cả nhà. Thì hồi rồi á Lai thầm á toàn là dính hũ hành cạt đầu không. Đầu năm số con vậy á. Không có con nào mà còn ở ngoài ở trong cái bẫy dân cả nhà. Lú đậu ngoài chân à, về lại xóa clip luôn. Thì cái khu vực này á, cái luồng 7 này á thì Lai đặt 20 cái. Sẵn đây Lai cũng nói luôn. Thì trong cái Lai cũng ít có để lại cái câu bình luận ở dưới cái nhà. Lai và cháu cũng cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã xem và ủng hộ Lai. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Thì cái luồng 7 này á thì Lai thăm 20 cái. Đây cái đầu tiên ở đây nè cả nhà. Thì Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Lai để trải nghiệm chuyến thăm bầy gắn hôm nay. Coi có hàng gì khủng sướng nó xem nghe cả nhà. Hy vọng bữa nay đừng có xóa clip. Thì đầu nghề của Lai cũng vẫn như xưa cả nhà. Đây, chuột và tổ lưới. Chứ không có ngoài gì khác nha cả nhà. 20 cái bữa nay như thế nào đây. Rồi rồi Lai thăm nữa, dính nó toàn là kẹt đầu không à. Thì trong bao nhiêu cái bẫy đó. Phải đó không? Lai đã xóa clip hết cả nhà. Về đâu có đưa được cái con nào đâu. Bắt buộc Lai xóa hết luôn. Cái này là cái đầu tiên nha cả nhà. Rồi chuột cắn bao. Ê có. Cắn bao đâu giỡn được, đâu có giỡn cắn vụ cắn bao được. Có nghe cả nhà, chuột cắn bao chứ cũng dính em đó nghe cả nhà. Con này chắc có 2 lạng ngoài và gần 3 lạng. Chắc 2 lạng ngoài quá cả nhà. Để Lai nói chính xác đi nghe cả nhà. Chứ Lai không bao giờ mà giả dối là con gắn 2 lạng là 3 lạng mà là 2 lạng Lai nói 3 lạng đâu cả nhà. Lai nói rồi Lai canh xong rồi Lai canh luôn à. Chơi gì nó rõ ràng nha cả nhà. Cái đầu tiên đã mở hàng có hàng cả nhà. Con này chắc có 2 lạng rưỡi ăn lên. Thì từ 2 lạng rưỡi đến 3 lạng đó. Thì cỡ 3 lạng Lai nói 2 lạng rưỡi đi cho chắc cú nha cả nhà. Chứ mà nói thiếu thấy kỳ lắm. Lai đó. Quá đã. Con này từ 2 lạng rưỡi ăn lên rồi. Chắc chìm kèm 3 lạng. Như vậy là sướng rồi cả nhà, mở hàng đầu tiên là thấy cảm thấy nó nằm trong cái bẫy thấy mê rồi đó. Khoái chí, thấm tình đồng chí. Nó đã chưa? Mới ăn chuột no nóc rồi cả nhà. Vậy là cái 2 ngày nay trời nắng đó cả nhà, là có gắn Lai đặt dính là toàn gắn mới đi không à. Chứ không phải là đi trước mấy hôm gài đâu cả nhà, lúc bị chỗ Lai bão quá trời nước nó lên đó. Thì gắn mới đi không à. Quả đã. Cái đầu tiên. Vô. Mở hàng lấy thơm thấy ghê nghe cái nhà. Quá sướng rồi. Mở hàng mà vô thơm cái này là thấy sướng rồi đó. Vô. Đó sướng rồi. Cái đầu tiên. Lai còn ở bên đó một cái đấy cái nhà. Đó, ngay chân chỗ cái góc bò thấp đó, Lai đặt cái đó một cái nữa. Là rồi Lai đi điểm khác. Cái chỗ Lai nói cái cục cỏ thấp này cả nhà. Đây. Lai đặt chỗ này một cái nè. Bên đây qua mém đây nè đó nằm khúc này nè khúc bịch đặt Lai đặt khúc trống rồi cả nhà đó trong lỏng cái bẫy gì đó bắt đầu ta còn không cái bẫy này dễ gì mất được ủa sao gác đùng lên tới đó dữ trời nào rồi còn chuột luôn gì rồi còn không còn luôn bỏ lúa vô đặt lại luôn trời ơi cái bẫy im thấy ghê rồi còn chuột cả nhà cái chân cái bờ này nè đó ở trong đây là cái con rắn nó đi ra cái nhà ở trong đây là nguyên cái gừng lậu nó đi ra là chỉ đi một hướng này nè nó ra mấy ruộng này nè cái nhà nó theo cái bờ này nó ăn chuột con á thì mình đón đường nó đi ra cái nhà trời ơi cái bẫy gì mà trật cái tiếp là quay chia sẻ cái nhà xem cái nhà chớ mà đút cái bẫy vô đây nè cái nhà hiếm tình trạng mà để dính nó lắm cái nhà bây giờ nó đi ra đây là con rắn nó sẽ kiếm mồi nó ăn rồi đó. Chào con thầm gì đó cái cả nhà. Cái này nấm gì mà dữ thần ồn gì cả nhà. Không phải lấy nấm chàm ta. Quá trời luôn. Trời ơi lên trên cả nhà mọc rồi, lên đất cái trên. Nè. Nấm bự bự không nè. Có không? À, từ từ nghe. Cháu nó có phần gì đó nghe cả nhà. Coi kỹ phần gì mà màu đen màu trắng. Màu trắng. Màu trắng lẽ không hành đâu. Rồi móc nhẹ cái. Nhóm coi nè
Hấu hành. Trời, đây có hấu hành luôn trời. Bự không? Chưa coi. Trời, phân nghĩ gì nè. Ê, con này cũng có lý. Con này chắc hai đằng mấy nữa. Đã rồi. Để cháu lên cháu bắt ra luôn nha cả nhà. Ý, trời ơi, trời, cháu mối đặt nè cả nhà. Tao đưa cháu mối cho. Cháu chạy qua đây. Đó. Đặt mép ngoài nha cả nhà. Ở đây có hoa hành ta. Hồi trước á cả nhà, lai vô đây đặt rồi cả nhà. Gắn hậu còn dính đầy luôn. Mà chiếc này vô không biết con nào trên cả nhà. Tập ba con cá dính con nào trên, dính con hoa hành màu. Hết biết thiệt. Tập ba cái. Cho bắt gắn ra luôn cả nhà. Gắn này chắc rớt thằng ba hết rồi cả nhà, không được con nhị đâu. Hai con có khoảng nửa ký phạt gu luôn. Nó thủ nha cả nhà. Hai con là 5 lạng phải gu. Chìm chìm 6 lạng. Hai con 5 lạng là khỏe. Nè, lưới lỗ khoảng 2 mà nó chít 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 thì nó ra vượt là thấy khỏe. Không kẹt đầu nổi. Thấy mê. Giọng hay không? Giọng á, giọng cái hơi cái rợ bảy xuống, giọng cái gạt kia nè, xuống. Rồi đó, không? Nó kéo ra. Xuống ngon cả nhà, thấy ngon không? Mà gắn này rớt rớt gì gắn ba cả nhà, gắn ba thứ dữ nha. Cái gắn ba mà loại gắn ba giặt là không có, nhưng này là hàng thứ dữ, hàng đứng nhất của gắn ba. Vô phải không? Hàng ngon, hàng này là hàng ngon nha cả nhà. Gắn ba mà loại gắn ba ngon. Mà không biết đây, ai biết cái núm này phải núm chạm cả nhà. Này nó màu với gì này, trên tròn lủng vậy cả nhà. Mà lên trên nè. Đây nè. Lên trên luôn. Đây nó mọc lên hết cả nhà nè. Đây, bự bự không nè. Tán thần luôn mà nè, núm này hơi bự rồi. Còn nó búp lên trên luôn. Là nhổ hồi là gom hồi cái mùng cả nửa thúng á. Mới phải núm chạm không cả nhà, chia sẻ cho lại biết cả nhà. Ai có biết núm này á. Chia sẻ cho lại biết có ăn được không nghe cả nhà. Ăn bậy cái chết chứ nữa. Lại không biết núm chạm mà lại biết núm mối không à. Tiếp tục ở đây là con cái cả nhà. Ai chắc ai mà có mới mình có nè. Con này nhảy ra qua đường này nè. Cái bẫy này nè. Bẫy này lai mới giờ nền cả nhà, chứ trắng. Coi có phần, cái bầu nhỏ xíu rồi cả nhà. Để cháu đi thăm coi có phần cho nó như thế nè. Cái bẫy này là mâm lai mới giờ nền luôn. Cũng ngon lắm á. Bờ cao nhồng. Phân không? Chân vàng chân phân á. Con. Có hả? Ngắn gì á? Đi coi. Hấu hành nữa nha, bự không? Trời trời. Hấu hành mà là phân gì vàng vàng. Trời ơi. Con này có khoảng chừng 2 lần mấy nữa cả nhà ơi. Mới vô ăn nữa nè. Cái này nó mới vô ăn chuột mà. Coi lấy vậy. Đứa này mà không chặt đầu thấy sướng rồi nè. Qua thăm cái kia là bắt gắn luôn cái nhà. Đi lại hướng này. Tiếp tục ở đây lại con cái cả nhà. Cái này lại cũng mới giờ nành nữa nè. Khó mà để không dính nè cả nhà. Còn cái bẫy là được rồi. Sao mất cái bẫy thôi. Phân à. Rồi có phân. Có phân cả nhà. Đó, phần đó, phần vàng hay trắng? Thôi, phần đen nữa nè. Đâu? Ồ, nhắn này cũng nhỏ cả nhà. Đen với trắng luôn. Đen trắng. Bự không? Ừ, thấy mình lúa tưởng đâu không ngựa. Phần này sao không ngựa đâu, phần này không hành đâu người. Không hành, ý thấy mình lúa. Còn có lý. Con này là 3 lạng.
phân này nè cả nhà, bởi vì lai biết sao nó hơi nhỏ cả nhà, thật là nó đừng có cái phân mà lọn nhỏ nhỏ này nè cả nhà, đó. Còn phân như vậy là đón là từ gắn từ giá 5 lạng lên, mà phân như có lọn nhỏ này cũng hơi nhỏ, cũng ngon cả nhà. Và cái bẫy thấy im là thấy dính rồi cả nhà. Cháu bắt gắn nó luôn cả nhà. Nó ói chuột lây kêu cháu bắt ra cho nó đẹp đẹp ngắn này cả nhà. Đây hai con lây giờ nền mới cả nhà, chỉ hai em đó, con này 3 lạng nè, hai con này 3 lạng vừa đủ rồi cả nhà, vừa đủ. Con kia cũng vậy nữa, con kia chắc con này chắc 2 trên 2 lạng, hai lạng rưỡi đi. Hai con này chắc có khoảng trên nửa ký rồi cả nhà. Đây con này 3 lạng nè, con này thì 3 lạng nè, đó, sướng chưa, quá đã chưa. Hai em, hai cái hai em cả nhà. Ở đây lai đặt lâu lâu mới dính được con bự cái nhà, ngổ nó luôn mấy này nè, dính còn gì với kẹt đầu, trời ơi, lai xó clip hết lần rồi. Hồi sáng nay thăm hai con kìa, cũng có lý lắm mới nghe cả nhà. Đó vô là 4 con rồi đó, 4 con này lai tính nó thủ lần ký khỏe rồi đó nghe cả nhà, 4 con này lần ký khỏe rồi đó, là lai thăm mới phần nửa 7 chưa được, chưa được phần nửa đâu, cây 6, 7, 8 cái cả nhà, 20 cái, còn 12 cái nữa, còn 12 cái nữa lại mới hết 7 cả nhà. Tiếp tục ở đây lại con cái cả nhà, cái này lại cũng mới dời nền, thì rồi lại đặt cái trên bờ này nè cả nhà, bò chuối nè, bữa nay là dời chỗ này, trời ơi, ai cắt cái gì mà giống lỏng vậy ta, ủa, con lấy trồng cỏ bị ngang không lớn này hả, còn 7 được rồi. Cái này tỷ lệ dính nó cũng hơi cao ạ. Im nghe cả nhà. Nghe chụp chẹt không? Chụp chẹt thấy rồi. Lấy cái cây ra, lấy cái cây ra. Rồi. Chụp chẹt thấy tiêu rồi. Nhồi xong. Có không? Có không? Hả? Có cả nhà. Đâu? Ừ. Này có phần. Đây nó tỷ lệ dính cũng hơi cao rồi nó. Là sụt sạc mà gắn sụt sạc. Khó nghĩ nè cái nhà, một đống luôn nè đó, chân ngón tay là chỉ chân động gắn đó cái nhà đó, con này 3 lạng khỏe luôn, con này là 3 lạng khỏe đó nghe cái nhà, sướng chưa, để dụ cho cháu bắt ra luôn nè cái nhà, cháu em bắt. Con gắn này cũng ngon lắm nè cái nhà, 3 lạng khỏe gu à, thì là nói 3 lạng thủ đi nghe cái nhà đó. Con này lai thủ 3 lạng đó, lai được 2 nhị đó cả nhà, thì 3 lạng ăn lên lai nói 3 lạng thôi, khó mà để không dính. Cái bẫy này lai nó im là có thể cả thời khẳng định nó dính đó cả nhà, thì cả cao vì dạch ra thấy đường mòn cả nhà, thấy đường mòn gắn đi á, cái đường mòn gắn đi chứ không phải đi đường mòn chuột đi cả nhà, đường mòn chuột đi thì nó láng, đường mòn gắn đi thì nó đi trên cái nang con chuột rồi á, nó hơi cũ hơn mà lỗ nhỏ xíu rồi cả nhà, cái lỗ nó đi bằng ngón giò cái gì đó, thoáng xuyên qua cổ mục luôn đó, thì đây là được 5 em rồi đó nghe cả nhà, quá sướng rồi, cỡ gì gì là y cỡ gì là có thấy có tiền cả nhà, sướng vô. Ê, cho nó xe bọc qua đi, quá đã rồi đó, 5 em chắc cái này thiếu chuột. Dính đến thiếu chuột luôn nha, là mày sấy cháu gật cái đầu hai đầu gối kìa nhà. Bởi vì đi lúc này đi ra gần á, quá như trong nhà cái nhà thì có chuột mình thấy được, còn giờ đi ra gần mà đi cách nhà xa cái nhà, bởi sấy con chuột lên cắm mồi thấy thiếu rồi đó, trời ơi gật hai đầu gối chạy luôn, té dưới ngang mấy cái mương cái nhà, mà lúc đó lai cũng lo gật, lai không có quay lại nữa. Quay lại cho cả nhà xem. Tiếp tục ở đây là con cái cả nhà. Chuột cũng nhum nhịm, nó bự riết cũng xẹp cái bờ luôn cả nhà. Coi kìa. Trời cái này mà lại 7 con cái dám dính lên 7 luôn cả nhà. Khủng khiếp thiệt. Đi cái xẹp cỏ luôn, nó bự riết cái bờ này xẹp xuống luôn. Bờ đắp lên nó bự riết cái bờ nằm xuống luôn. Hả? Ở đây chuột cũng nhum dữ lắm cả nhà, bởi vì bẫy gắn đây khó ăn. Quá trời chuột nhum. Có phân không? Hy vọng chiếc này bữa nay cái này dính rồi. Sao láng láng nghe. Thấy láng láng rồi đó. Có không?
Trời ơi, con giỡn cái gì rồi. Trời ơi, phải dính con hành trúng mánh cả nhà ơi. Em bị lũ rồi. Thôi rồi. Trời ơi, con giỡn. Thua luôn. Con này chừng 7 lạng gì đó, chắc lại thả con này luôn. Hết biết thiệt. Dè cắn cái gì. Mở 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 cho cái nhà xem con này bự bự không. Phải con hành nó vô bánh luôn cả nhà. Để đem đi trong mở luôn cả nhà. Con này 6-7 lạng gì mà dè cắn quá. Là thấy dè dốc chưa. Tháng này cắn tháng này dè quá. Trời ơi gắn này. Cái này chắc là thả luôn á cả nhà. Con này từ 6 lạng ăn lên. Cái đèn nặng lắm à. Thôi kệ bắt luôn đi. Này da nó đeo đùm cả nhà. Đeo đùm luôn. Thấy lăng láng. Đem chẳng tính tính cả nhà ơi. Để vòng vòng rồi cháu coi coi bắt không cả nhà. Coi nó có nướng ăn không. Mới ăn tối rồi. Mới ăn tối vậy thả luôn. Thả luôn ha. Con này lại thả cái nhà. Đem trong vòng rồi thả trong trống thả lại vô bẫy nữa. Cháu đặt cái đó, cái bẫy đó cái nhà. Lai là miếng vô quay luôn. Lai nó không dính, cháu nó dính dám cá với lại hai liều phê. Trời ơi, đặt cái bẫy thấy gốm cả nhà. Để coi để thử thử nó dính không. Đi mù mù vô nè. Cái bẫy mà nó bồi cái bồi nó giữa đám cỏ nó đặt cả nhà. Khổ dính con gì. Rồi rồi tiêu rồi đó. Nó tiêu rồi kìa. Hai liều phê nó đi bụi rồi. Dính không? Nó chết rồi cả nhà ơi. Thật biết. Cháu cháu thả gắn này ra luôn cả nhà. Con này có khoảng 6 lạng ăn lên. Mà con hú dịnh lai lai thấy nói gì chứ nhỏ nhỏ cả nhà. Mình ăn nó phí lắm cả nhà, bởi vì con này cũng có giá trị chứ không có giá trị. Đó. Đây gắn của lai nè. Mê không? Thấy mê không cả nhà? 6 lạng lên là phải gu. Mà lai thả cho nó lớn lại nghe cả nhà. Khoan bắt ve cho nó ra con, cầm cầm bắt ve cho nó ra. Để lại bắt ve lại thả luôn nha cả nhà. Khoan, bắt ve đi. Ừ, chở vô cỏ đi. Lại gỡ ve lại thả nha cả nhà. Để cắn nó. Cho nó lớn, muốn lớn để bắt cả nhà. Để thả cắn chết rắn. Quá trời ve. Nó lạnh quá ta. Ừ. Cái con ve nè không con. Gỡ ra. Đây đây đây, để gỡ giờ gỡ ve nó xong nghe cả nhà. Đó. Bớt rượt. Gỡ đi đi. Gỡ đi đi. Lại gỡ đi nghe cả nhà. Lại chỗ này lại thả đèn điểm nữa nè. Rồi mốt nó bự thì mình phải bắt. Con hú ngựa thì mình ăn được cả nhà. Còn con hú dệnh nó cũng có giá trị lắm. Mình ăn cái đầu ụp ủng con rắn cả nhà. Mới mốt nó lớn để mình bắt mình kiếm tiền cả nhà. Tiếp tục ở đây lại còn cái nha. Lại còn hai cái bẫy nữa, lại hết bẫy nữa. Mà cũng hết chuột luôn cả nhà. Dính rắn nhỏ không. Rắn nhỏ dính bữa nay vậy là thất rồi cả nhà. Hy vọng vớt con bự bự gỡ gạt đồ lại. Tiêu luôn hả? Cái này còn chuột cả nhà ơi. Để cái tiếp lại quay chia sẻ cả nhà xem cái nhà. Tiếp tục ở đây lại có một cái nhà. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm bảy hôm nay luôn nha cả nhà. Trời ơi bữa nay dính có mấy con rắn cả nhà. Chừng ký 3 ký 4 vậy đó. Hết biết thiệt cái tù bảy này rồi. Lại xóa clip không lẽ chuyến này xóa nữa sao cả nhà. Hy vọng cái cuối cùng này có vớt được không. Lại đặt cặp cái hang rào đây nè. Ở đây giấu trộn gì nữa mồi dữ lắm cả nhà. Đây đây đây. Ai lộ nó trời. Ủa ai lội nó giấu gì mà dữ vậy. Ngồi vô coi coi. Sao ai lội nó mong tót vậy ta. Đây nè. Bịch lắm nè cả nhà. Có ngàn đầu luôn á. Khúc này nè. Khúc này nè. Hang bự không. Hang trộn. Ê trộn lắm nè cả nhà. Trộn heo quá. Hả. Đâu. Để đi ngồi quê đi coi, coi bẫy này coi. Sang bự như cỡ nào đó, đâu coi. Bự không, sâu không.
không, chú không lại chẳng lại chuột con nhum kia chút câu giờ hỏi con sâu không rồi đặt nó đây ừ bỗng ra vô đây bịch dữ lắm trời ừ. Còn chuột luôn trời 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 ơi sao thua rồi cả nhà con gì mau vậy con gì mau cái trang cái bẫy trời không lẽ chồn hả ừ giỡn ra giỡn dính con gì giống không chuột con sao dính gì được còn chuột mà còn chuột luôn nha cái nhà ngồi chân cái bẫy trời còn lúa không bỏ lúa vô còn hai bịch ừ rồi xong rồi hết luôn đây ra ngoài cho cái nhà xem thành quả của live hôm nay không cả nhà. Lai và cháu cũng đã về tới nhà rồi cả nhà. Thì thành quả hôm nay lai thăm 20 cái bẫy á thì thất thì cũng thất và trúng thì cũng trúng. Cái nhà mà lai thì bữa nay là tính lai không đăng mà lai cũng phải suy nghĩ cho lai làm một cái clip ngắn để lai gửi đến cô chú anh chị xem vui với lai cả nhà. Bởi vì trúng lai đăng mà thất lai không đăng thành ra mua mốt không gắn sợ cả nhà không tin lai cả nhà. Thì lấy sách bột gắn cân cho cả nhà xem luôn đi con. Thì hồi sáng lai đem đi một cái bẫy xi cua, lai cúng về tổng cộng là 3 cái. Thì chuyến sau là luồng bẫy này á thì còn lại 18 cái nha cả nhà. Gắn của lai thì gắn 3 lạng thì cũng 2 3 con vậy đó cả nhà. Thì tổng cộng lai 5 con. Lai đón này chắc khoảng từ giá 1 ký cây ký 4 ký rưỡi đi cả nhà. Đây. Cái cân của lai hiện giờ là mức 00. Đó, mức 00. Thì móc vô cân cho cả nhà xem luôn cho thành quả chắc ăn cả nhà. Để lai nói về thì mới mốt á, thì chẳng hạn lai có quên đem cân á, thì lai nói cả nhà tôi mới tin lai được cả nhà. Thì lai đón từ 1 ký ký rưỡi ăn lên đi, ký rưỡi ăn lên 5 con đó cả nhà. Bởi vì có con hơi 3 lạng mấy mà lai tính 3 lạng, mà có con 2 lạng mấy, ở 3 lạng lai tính 2 lạng mấy. Thì lai tính cái gì cũng thủ hơn không rồi cả nhà. Rồi, đây đây. Đây là 1 ký 850 cả nhà, trừ 1 ký 850. Đây rồi mở cái cân này cho cả nhà xem rõ rõ coi. Đây, đó. 1 ký 850 trừ túi lưới 1 lạng thì cũng còn 1 ký 750 cả nhà. Mà như vậy thì thăm 20 cái bẫy bữa nay á, thì cũng tạm ổn thôi chứ trúng thì không có trúng. Mà thất thì cũng thất đến mấy cả nhà. Thất thì cũng thất đến mấy. Cho lai xin làm cái đó cái clip ngắn đi gửi đến cô chú anh chị xem vui cùng với lai nha cả nhà. Cả nhà thông cảm cho lai nha cả nhà. Cuối clip bài lai cũng không biết nói gì hơn. Lai và cháu xin chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Lai và cháu xin hẹn lại cái nhà clip tiếp theo. Lai và cháu xin mến chào và tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà cái con. Chào cả nhà.